Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Vợ chồng Hồ Hoài Anh để lộ nghi vấn rạn nứt, chỉ vợ cầu xin một điều sau khi nhắc đến Lưu Hương Giang. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh được biết đến là một nhạc sĩ đình đám chỉnh chu trong nhiều sản phẩm nghệ thuật. Bên cạnh đó, anh có một gia đình hạnh phúc bởi người vợ xinh đẹp là nữ ca sĩ Lưu Hương Giang, thậm chí còn được bệnh danh là gia đình kiểu mẫu trong showbiz, chưa từng có sai phạm hay tiếng xấu nào trong sự nghiệp. Tuy nhiên, vào cuối tháng 6 vừa qua, Hồ Hoài Anh khiến dân tình ngỡ ngang khi vướng vào lùm xùm ở Tây Ban Nha sau khi về nước an toàn hồ hoài anh đã lên giải trình tại học viện âm nhạc quốc gia việt nam và nhận quyết định kỷ luật cảnh cáo xem xét trừ thi đua hiện tại vụ việc của hồ hoài anh và hồng đăng vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận cuối cùng từ khi diễn ra ồn ào đến nay hồ hoài anh vẫn giữ im lặng trong khi hồng đăng đã vui vẻ chia sẻ trên mạng xã hội chưa hề tái xuất và vẫn khóa bình luận trong khi đó vợ của nam nhạc sĩ lưu hương giang cũng chỉ vừa mới hoạt động lại mạng xã hội tuy nhiên nhiều người lại lo lắng trong tình trạng của nữ ca sĩ khi cô trông gầy đi sau ồn ào của chồng đáng nói trong những bài đăng gần đây cô chỉ chia sẻ hình ảnh của con cái và mẹ mình Thậm chí trong một bài đăng, bà xã Hồ Hoài Anh cũng ẩn ý, trên đời chỉ có hai người mà ta có thể hy sinh vô điều kiện, đó là người sinh ra mình và người mình sinh ra. Việc Lưu Hương Giang loại Hồ Hoài Anh ra những người cô có thể hy sinh vô điều kiện khiến nhiều người nghi vấn rạn nứt hôn nhân, đúng là giọng chán chồng mới viết rồi. Những triết lý sao cú sốc luôn đúng và có giá trị, một số bình luận nhận xét. Trước đó khi chưa tái xuất mạng xã hội, tình trạng của Lưu Hương Giang cũng đã được chị gái của cô là nhạc sĩ Lưu Thiên Hương theo đó, đoạn clip ghi hình ảnh Lưu Thiên Hương cùng Lưu Hương Giang được nữ ca sĩ chia sẻ vào ngày 3 tháng 9. Đáng nói, Lưu Thiên Hương còn có sự động viên em gái, như một thói quen, sáng nào cũng rủ nhau cà phê, cuộc sống có khó khăn thế nào thì hãy cứ về đây, có chị có em, có cả nhà mình thương yêu nhau vô điều kiện Lưu Hương Giang. Có thể thấy thời gian vừa qua, Lưu Hương Giang đã trải qua thời gian khó khăn và người ở bên cạnh cô chính là chị gái và gia đình bên ngoài. Điều này khiến nhiều người lại lo lắng cho tình hình hôn nhân của Lưu Hương Giang. Sau khi hé lộ tình hình của em gái, vào ngày 13 tháng 9, Lưu Thiên Hương chia sẻ hình ảnh cúng tổ nghiệp cùng các đàn em, đồng nghiệp, trong đó có ca sĩ Vũ Hà theo đó nữ nhạc sĩ cầu mong sẽ được tổ nghề che chở trong con đường sự nghiệp bao năm có anh trai quy Si chọn ngày lành tháng tốt chuẩn bị chu đáo để cùng nhau dân tấm lòng thành kính cảm tạ tổ nghề đã luôn che chở cho anh chị em chúng con trên con đường nghệ thuật có thể thấy trong thời gian gia đình gặp lại biến cố lưu thiên hương là chỗ dựa cho em gái để vực dậy tinh thần ngoài ra nữ nhạc sĩ cũng tập trung vào nghệ thuật cầu mong anh em đồng nghiệp xuân sẻ trong sự nghiệp ở thời điểm hồ hoài anh dính vào ồn ào ở tây ban nha lưu thiên hương cũng đã thể hiện góc nhìn tin tưởng về em rể tôi nghĩ hồ hoài anh không liên quan đến những ồn ào trên mạng đâu hồ hoài anh là nghệ sĩ nổi tiếng làm sao có thể làm được như thế tại nước mình còn không phản ứng của hồ hoài anh khi lưu hương giang để lộ nghi vấn rạn nứt hôn nhân đối lập với hồng đăng bất chấp việc bị cộng đồng mạng liên tục réo tên từ ồn ào trời tây đến nghi vấn gia đình rạn nứt hồ hoài anh vẫn im lặng không lên tiếng bất kỳ điều gì, đồng thời cũng không xuất hiện trên các trang mạng xã hội mà đăng gần đây nhất của nam nhạc sĩ vẫn từ 24 tháng 6 là một buổi phát sóng trực tiếp tại Tây Ban Nha cùng với Hồng Đăng, thậm chí bài đăng này nam nhạc sĩ còn giới hạn những người có thể bình luận. Có thể đối với Hồ Hoài Anh, anh chọn thái độ im lặng là vàng trong thời điểm này là đối sách tối ưu nhất. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo